Hello cả nhà, Đúng chào cả nhà. Hiện tại Đúng đang ở điểm tiêm ngừa Covid cả nhà. Hôm nay chỗ Đúng qua bắt đầu là tiêm bữa giờ mấy bữa nay rồi. Tiêm hết cho cộng đồng luôn. Thì bây giờ đang mọi người đang tập trung lại và chờ đợi nè cả nhà. Đó. Đây là cái địa điểm tiêm ngừa. Đây. Đây. Chào em Hoàng. Vậy mình khai báo y tế xong rồi đi vô tiêm nha. Để đi vô đây nha. À, đi vào đây. Ở bên đây mấy bạn này xác nhận xong thì mình sẽ chuyển qua bên đây. Là người ta sẽ cấp số cho mình nè. Đấy, cấp số rồi xong rồi. Giờ bạn mình đang ngồi chờ đợi cấp số. Xong rồi mình thì được cấp số rồi. Bây giờ mình lại đằng kia, bên phía của bên đây mình chờ. Chờ tim. Bây giờ đây ngồi chờ tim nha. Khu Trúc chắc là cũng ít dịch nên là giờ thì mọi người mới được tiêm đại trà. Chứ đăng ký cũng lâu rồi. Người hàng họ đăng ký từ rất là sớm nhưng mà cũng chờ đợi. Bây giờ dạo gần đây thì mới được tiêm đó cả nhà. Trúc tiêm cái loại này là tiêm loại vaccine một mũi duy nhất thôi. Nói chung cũng sợ, nghe nói ai đi tiêm về cũng bị đau cánh tay, đau nhớ không lên, không biết sao đây. Đây là Pokenso ở Hàn Quốc nha. Lượt rồi cả nhà, bây giờ đến vào điểm tiêm nha. Đây em, xếp hàng. Đây hai chị em mình đứng gần nhau. Đó, hai chị em mình bắt đầu lên thức nha. Hồi hộp không? Hồi hộp không? Không, tự tin lắm. Tự tin quyết thắng. Quyết thắng Covid. Nói chung là tiêm đi cả nhà. Cái loại tiêm này thì hiệu nghiệm chỉ có 66% thôi. Nhưng mà còn đỡ hơn là không có phần trăm nào bảo vệ đúng không? Nên là thôi, cứ tự tin mà tiêm hết. Rồi chút chuẩn bị vào rồi nè. Đang chuẩn bị đo thân nhiệt. Đây là điểm tiêm phòng. Nhà xe. Đây có chia này. Nè, khám xem ta. Chị đẹp trai. Đây là phòng. Đây là tới đây là được bác sĩ tư vấn. Rồi sẽ đi vào ngồi đây đợi cho. Đi chơi thì đi chơi. Em muốn đi đâu cũng được. Nó về nó chơi đi nha. Ừ. Hồi nữa hai chị em mình tiêm xong đi chợ hả? Hai chị em mình tiêm xong đi chợ xíu hả? Lượn qua chợ ha. Đang chờ 15 phút. Em xin vô bé. Đi chợ. Đi. Đi chợ đi. Lâu lâu mình ra đây mình phải lượn chứ. Em xin về thôi, để em nhận like lắm nha. Mà em giờ còn đau không? Em tiêm giờ còn hết đau rồi hả? Chị cũng hết đau rồi. Khi nào mới còn 10 tiêm xong bị tê. Nãy tiêm xong là bị tê. Nó rần 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 ha.
xong rồi giờ ngồi chờ hết rồi, còn 5 phút nữa chờ đợi là xong mà là được 15 phút là mình đi, có thể đi ra nữa cả nhà. Đây chờ đợi 15 phút. Nói chung là Trúc chờ đợi mới có qua 10 phút mà chỗ này nó giờ nó hết đau rồi, nó còn hơi ê xíu à. Rồi hồi xong nữa là mình đi về nha. Đây xin chào cả nhà. Vậy là bây giờ chị em mình tiêm xong rồi, có giấy chứng nhận hẳn thôi nha cả nhà ha. Rồi vậy là tự tin đi nhé. Nói đùa thôi chứ vừa chích xong giờ hai chị em mình đi vào chợ xíu nha cả nhà. Mời cả nhà cùng tham quan chợ nha. Chào em. Tham chợ ê quan nha cả nhà. Đây. Tan tan tan. Hôm qua xem chợ, hôm nay xem chợ. Hôm nay không phải phiên chợ mà mình cũng đi chợ. Đây nhưng mà cũng bán nhiều cá quá nè. Hả? Mình phải lượn một kia, mình phải lượn một vòng sau đấy mình lại đấy để bắt taxi luôn, là mình mua từ đâu để mua lại luôn nha. À. Đời cũng sạch á. Ừ. Nên mình lượn thịt. Thôi vậy giờ lượn quay lượn ha. Rồi xong rồi mình mới quay lại mình mua phải không? Ok. Đây, mời cả nhà cùng đi lượn một vòng nha. Chứ đi tội gì sách chỗ nào? Hả? Đây. Hôm nay không phải phiên chợ nên là cũng ít người mua bán cả nhà ơi. Chợ hôm nay. Đây là quán đây. Nè mọi người có đi ra đây thì mọi người ghé đây nè, quán Liên Quý nè, bán rất là nhiều đồ nha cả nhà. Đây, bán rất là nhiều loại trái cây, từ trái cây tới thực phẩm. Nè, đây là cái môn rồi cả nhà. Họ cũng ăn môn á. Nghĩa là hôm nay không phải phiên chợ nên trống trải quá đi mà. Ừ. Thôi vậy là quay lại mua được ít đồ rồi mình về thôi, không có gì cả. Ừ, quay lại đi. Đây, xin chào cả nhà, đây là đây quán Liên Quý. Mình cũng hay ra đây mua đồ Việt Nam, nó bán rất là nhiều thứ nè. Đây, chị chủ quán xinh đẹp, chị thương. Bán đồ rẻ lắm cả nhà ơi. À, mọi người ra đây ủng hộ nha. Đây, các mặt hàng rau củ quả, đồ khô, đồ đầy đủ luôn á. Đây này, thấy chưa, củ su nè, củ su có 4.000 ký thôi nha, rẻ lắm. Trái cây các mặt hàng nè, su trời ơi hấp dẫn chưa. À, rau xanh nè, tươi mát luôn phải không, các loại. Mọi người ra đây ủng hộ nha. Đó. Quá trời nè, có đồ lan nữa. Đồ má. Wow. Cái cây các loại của bên Việt Nam mình đang ủng hộ. Ở đây bán đắt hàng lắm cả nhà, nên là đồ tươi về rất là nhiều. Đồ tươi về liên tục à. Có chè Thái nữa nha. Đúng. À, nhìn trái cây tươi chưa? À, thanh long nữa. Đưa đủ nhiêu ký vậy chị? Ồ, sao rẻ vậy? Wow, đưa đủ có 9 can ký thôi. Thôi, hồi nữa lượng trái. Dạ, để em gửi thế nào? Lấy giùm em trái nha. Lưỡi trái thiệt là đẹp chứ. Thiệt là đẹp, thiệt ngon nhé. Rồi, cảm ơn anh trai. Ra đây thấy cái gì cũng muốn hốt hết trơn. Mà nhà còn đồ ăn nhiều quá cả nhà. Đồ đã ghê. Rồi. Em Hoàng đang lụm đường. Đang lụm vô, lụm vô. Sơ tí nó sạch được. Hả? Sơ tí sạch được.
Mình gửi đây hả? Gửi đây hồi nữa mình. Ý là xách giá taxi á. Để chị xách chứ. Chị có tế nhé, mình tế tí. Để chị xách chứ, không sao. Chị ok, em vẫn còn tê tê hả? Em cứ mua đi, hồi nữa chị xách chứ. Em Hoàng là chủ đồ khô. Đồ ăn liền. Ớt nhìn màu đẹp ghê chưa? Đỏ. Ớt chín tới luôn rồi. Ừ. Dạ em không. Nói đi mà chơi đi. Dạ. Anh chị chủ quán vậy thôi. Đây anh chủ quán. Đưa cho anh cái bút cho anh đi kiếm vợ. Kiếm vợ về phụ ha. Anh chủ quán dễ thương, chưa có chị dâu nè. À, anh trai chị. Bảo lãnh qua đây. Dạ. Đấy, đang lung tung qua hai cho này. Mình nè. Anh trai chưa có người yêu nha. Có ai muốn ra phụ bán thì mời, xin mời ra đây. Rồi bán với anh. Còn đây. Còn đây đó là chị chủ quán. Dạ. Rồi dạ, lấy cho em đi. Đây bánh ú nữa nha, bánh ú nước trò. Rồi Hoàng mua xong chưa? Bán đồ dễ thương, bán đồ dễ thương lắm. Mà thương cũng dễ nữa. Chị quê đâu chị? Dạ em cũng mới tới vùng này à, mà cũng vô đây mua đồ mấy lần rồi. Em ở đi khắp nơi. Đi khắp nơi hả? Dạ đi khắp nơi, hôm nay dừng chân ở đây. Dạ. Và đi làm chung với. Ở nó phải buồn. Dạ làm gần. Em với bạn biết nhau. Cũng tươi cho nó cũng khô. Cũng tươi màu xanh bây giờ cho nó. Em mau chị. Dạ. Anh muốn ngon đâu. Làm tiếng dệt hả? Dạ em làm dệt. À dệt nước đó ha. Dạ. Em làm vợ rồi sao em bỏ nghề đi lang thang khắp nơi một thời gian tại vì dịch đó. Dịch rồi xong rồi không có gì hết sao? Dạ. Rồi giờ về đây làm ở đây. Vậy là dịch, vậy là bên công ty nào cũng làm được hết chứ gì? Dịch. Dạ, dịch nước là làm được hết dạ. Mọi người ơi, mọi người ở gần đây cứ ủng hộ nha. Còn nếu không thì có số điện thoại, có nhà có thể đặt hàng không? Ủa, ở đây có đặt hàng được không anh? Được. À, dạ, gửi số xe được. À, có gì thì mọi người cứ liên hệ nha, mua gì cứ đặt nha. Có thể tới trực tiếp hoặc là đặt qua số điện thoại nha cả nhà. Đấy, đầy đủ các mặt hàng. Nhà trồng luôn á. Quá giỏi, vừa bán mà vừa trồng xong bán luôn. Ô Thảo gọi chị chủ quán đang đỡ chứ à. Nha, mời cả nhà đến đây nha, tham quan quán, mua ủng hộ cho cô chủ quán xinh đẹp nha. Đẹp cái tên đây. Bye bye.